Xin chào các bạn, hiện tại bên công ty mình đang có khá là nhiều công việc hỗ trợ các bạn trong việc issue chuyển việc. Chi tiết cụ thể về công việc, hình thức phỏng vấn và các vấn đề liên quan các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi Sechimikai bên mình. Buổi Sechimikai bên mình vẫn thường tổ chức hàng ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 vào lúc 11 giờ, thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật vào lúc 13 giờ. Mỗi buổi Sechimikai bên mình sẽ giới thiệu khoảng từ 30 đến 40 công ty đầy đủ các lĩnh vực, các ngành nghề khác nhau cho các bạn có thể lựa chọn. Sau khi kết thúc buổi Sechimikai, các bạn sẽ được hỗ trợ đăng ký phỏng vấn công việc mà các bạn cảm thấy phù hợp để đăng ký phỏng vấn. Các vấn đề thắc mắc như là các vấn đề liên quan đến hình thức phỏng vấn, các vấn đề liên quan đến visa và các vấn đề khác các bạn sẽ được tư vấn cụ thể khi các bạn tới tham dự buổi Sechimikai bên mình. Chi tiết có thể các bạn liên hệ số điện thoại 0362068058 để được tư vấn cụ thể hơn. Ví dụ như hiện tại bên mình đang có đơn hàng là công việc là làm Kaigo. Địa điểm làm việc ở tỉnh Chiba, mức lương khởi điểm sẽ khoảng từ 18 cho đến 25 man tùy theo năng lực của các bạn. Công việc này ưu tiên các bạn có thể có chứng chỉ làm về ngành điều dưỡng hoặc là không có chứng chỉ thì các bạn cũng có thể ứng tuyển được. Nếu các bạn quan tâm hãy đến buổi Sechimikai để được tư vấn cụ thể hơn. Xin chào các bạn.